Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất Động Sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Ban Nhân dân thành phố về tiến độ triển khai các công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 2025. Theo đó, 6 dự án khởi công mới gồm dự án khép kín đường vành đai 2, đường vành đai 4, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ là những dự án giao thông quan trọng được khởi công dịp 30 tháng 4 năm 2025. Cụ thể, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương và Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt kết quả tuyển chọn. Dự kiến công trình sẽ khởi công xây dựng ngày 30 tháng 4 năm 2025. Cầu được xây dựng tại vị trí giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn, phía quận 1 nằm trong khu vực công viên Bạch Đằng, phía thành phố Thủ Đức kết nối tại quảng trường trung tâm của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thiết kế kiến trúc mang hình tượng lá dừa nước, hình ảnh đặc trưng của miền Nam. Công trình được kỳ vọng là một trong những biểu trưng mới của thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ người dân, du khách khi đến tham quan, du lịch, làm việc. Dự án khép kín đường vành đai 2. Dự án khi hoàn thành sẽ kết nối trục giao thông chính đường Võ Chí Công với xa lộ Hà Nội, rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa các cảng khu vực phía Đông, Đông Bắc và phía Nam thành phố, cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu. Dự án đang được dự chi 4.543 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, trong đó cho đầu tư xây dựng là 2.587 tỷ đồng, bồi thường giải phóng mặt bằng là khoảng 1.956 tỷ đồng. Về tiến độ dự án vành đai 2 đoạn 3, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dừa, quốc lộ 1, thành phố Thủ Đức, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án vào năm 2026 để làm cơ sở tiếp tục triển khai thi công công trình. Dự án vành đai 2 đoạn 1, đoạn từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội và vành đai 2 đoạn 2 từ Bình Thái đến Phạm Văn Đồng, Hội đồng Nhân dân thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án trên tại kỳ họp thứ 13. Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi và phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến dự án hoàn thành năm 2026. Dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong quý 1 năm 2024, khởi công năm 2025. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 105.000 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng tuyến chính ước tính hơn 47.000 tỷ đồng, khi triển khai ngân sách tham gia khoảng 50% hoặc có thể cao hơn, phần kêu gọi đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng. Phần bồi thường giải phóng mặt bằng có thể chia theo các tỉnh thành thực hiện. Cùng với đó, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Cần Giờ cũng dự kiến khởi công dịp 30 tháng 4 năm 2025. Việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 nhằm kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu đô thị mới Nam thành phố. Việc này nhằm giải quyết ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông tại phà Cát Lái. Còn dự án cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh giúp kết nối giao thông giữa huyện đảo Cần Giờ với trung tâm thành phố và các khu vực lân cận. Việc này sẽ giải quyết ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu giao thông thông suốt cho tuyến đường rừng sát. Phía dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, hiện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến các bộ ngành, đơn vị liên quan về hồ sơ, đề án và dự kiến hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 1 năm 2024. Qua video này, bạn thấy sao về tiến độ của những dự án này? Hãy chia sẻ ý kiến ở dưới video nhé. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết quả lập đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ ở huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, vị trí cảng được đề xuất là ở cửa sông Cái Mép thuộc huyện Cần Giờ. Đây là khu vực nằm trong vùng đệm, không ảnh hưởng đến vùng lõi khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, nằm biệt lập với các khu vực lân cận. Hiện nay có kết nối thuận lợi với luồng hàng hải và luồng đường thủy. Tổng chiều dài cầu cảng chính dự kiến khoảng 7 km và bến xà lan khoảng 2 km để đón tàu có trọng tải lên đến 250.000 DWT, 24.000 TEU. Cảng này sẽ sử dụng điện, trở thành cảng xanh đầu tiên tại Việt Nam. Để kết nối giao thông, từ nay đến năm 2030, thành phố sẽ làm cầu Cần Giờ kết nối huyện Cần Giờ với huyện Nhà Bè. Cùng với đó là nâng cấp mở rộng đường rừng sát, xây nút giao tuyến này kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Sau năm 2030, thành phố làm đường kết nối từ vị trí xây dựng cảng với đường rừng sắt, đường trên cao dọc theo đường rừng sắt từ nút giao đường rừng sắt và cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Bình Khánh đến nút giao đường kết nối cảng tại xã Long Hòa sẽ được xây dựng. Thành phố sẽ nghiên cứu xây dựng tuyến metro dọc theo đường rừng sắt kết nối từ khu đô thị biển Cần Giờ với tuyến metro số 4 tại huyện Nhà Bè. Đề án chỉ rõ việc triển khai phát triển cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong giai đoạn 2021-2030 là rất cần thiết nhằm hỗ trợ cho hệ thống cảng biển thành phố. Đây là cơ hội tạo lợi thế cạnh tranh với các nước trong khu vực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế biển cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển Forecast
nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cảng Cần Giờ cho biết, dự kiến tổng mức đầu tư cho dự án là 5,45 tỷ đô la Mỹ, khoảng 128.000 tỷ đồng do nhà đầu tư tự thu xếp thực hiện. Đề án dự kiến khi cảng đi vào hoạt động và đạt công suất thiết kế sơ bộ, đóng góp trực tiếp cho ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế từ hoạt động bốc xếp, lưu bãi của doanh nghiệp cảng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại phí, lệ phí hàng hải từ tàu vào, rời cảng, phí thuế mặt nước và thuế xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ đạt 34.000 đến 40.000 tỷ mỗi năm. Ngoài con số trên, cảng cũng sẽ thu hút được số vốn đầu tư lớn từ doanh nghiệp để đầu tư xây dựng hạ tầng cảng biển hiện đại, tạo việc làm cho khoảng 6.000 đến 8.000 nhân viên lao động làm việc tại cảng và hàng chục ngàn lao động phục vụ các ngành dịch vụ hậu cần, trung tâm logistics và khu phi thuế quan. Theo lộ trình, công tác chuẩn bị đầu tư cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ được triển khai từ năm 2023 đến năm 2024. Từ năm 2024 đến 2026, triển khai xây dựng và đưa vào khai thác cảng từ 2027. Cảng trung chuyển quốc tế tổng vốn hơn 5,4 tỷ đô la Mỹ ở Cần Giờ sẽ tạo đột phá cho vùng Đông Nam Bộ, nếu không làm sớm, cả vùng sẽ bị lỡ mất cơ hội, theo tiến sĩ Trần Du Lịch. Ý kiến trên được chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch, thành viên tổ tư vấn của chính phủ, đưa ra tại hội thảo đề án nghiên cứu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ chiều 12 tháng 5. Vị trí khu cảng được đề xuất ở khu vực Cù Lao Phú Lợi, nằm ở cửa sông Cái Mép. Công trình có quy mô bến chính dài gần 7 km, khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lớn nhất hiện nay 24.000 TEUs, tương đương 24.000 container loại 20 feet. Theo ông Lịch, dự án này đang có các điều kiện thuận lợi để triển khai như vị trí dự tính xây dựng nằm trong quy hoạch và nhà đầu tư là hãng tàu biển đứng top đầu thế giới, có nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm cho thấy nơi nào quy hoạch dự án và ý định của nhà đầu tư gặp nhau, nơi đó sẽ thành công. Ông nói và cho rằng vấn đề cần bàn hiện nay không phải có làm cảng biển Cần Giờ hay không, mà là làm sao triển khai nhanh nhất để không lỡ mất cơ hội. Cũng theo chuyên gia này, dự án triển khai sớm sẽ là bước đột phá không chỉ cho thành phố Hồ Chí Minh mà cả Đông Nam Bộ, bởi hình thành cửa ngõ giao thương tầm cỡ quốc tế, cảng Cần Giờ cũng được cho sẽ không ảnh hưởng hoặc cạnh tranh khu thị vải, Cái Mép ở Bà Rịa Vũng Tàu, mà cả hai sẽ tạo thành một hệ thống cảng biển cho vùng. Thách thức lớn nhất khi triển khai dự án này, theo tiến sĩ Trần Du Lịch, là phải đảm bảo hiệu quả kinh tế nhưng không ảnh hưởng môi trường, bởi đây là lá phổi xanh của thành phố. Do đó, Ban điều phối vùng Đông Nam Bộ cần phối hợp ngay từ đầu để triển khai đồng bộ, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để sớm thực hiện. Đồng quan điểm, Cục trưởng Hải quan thành phố Hồ Chí Minh Đinh Ngọc Thắng cho rằng dự án cảng trung chuyển Cần Giờ mang tầm vóc khu vực. Đây là công trình được sự mong mỏi của nhiều thế hệ, nếu không làm sớm sẽ bị tụt hậu. Theo ông, khi khu cảng được xây dựng, 70-80% hàng hóa trung chuyển về đây. Việc này sẽ giúp giảm chi phí logistics, bởi lâu nay hàng hóa phải trung chuyển qua đi Singapore, chi phí cao hơn. Ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam nói, cảng trung chuyển Cần Giờ phù hợp với mô hình một cảng tầm vóc khu vực. Công trình khi hình thành là động lực để phát triển đội tàu container ở Việt Nam, đồng thời tạo ra một khu đô thị biển Cần Giờ, kéo theo phát triển các trung tâm logistics lớn. Tuy nhiên, ông cho rằng để trở thành một cảng trung chuyển quốc tế như Singapore, ngoài đầu tư hạ tầng, cần áp dụng công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, việc triển khai cũng cần cơ chế, chính sách phù hợp. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.